Sản phẩm mới của Amigo Guitar Shop nhé các bạn, cây đàn 22 phím theo kiểu Stratocaster nhưng mà là modern, tức là kiểu hiện đại cải tiến của Stratocaster. Và cây đàn này giá chỉ dưới 6 triệu nha các bạn. Hãy xem chi tiết trong cái đường link ở trong phần cái comment đầu tiên hoặc là trong cái mô tả của video này nha. Thì cây đàn này nó có điểm gì đặc biệt, các bạn có thể xem sơ qua. Đầu tiên đó là cái đầu cần, cái đầu cần cũng rất chất đúng không? Mình làm riêng cho Amigo, rất là chất. Điểm thứ hai đó chính là các bạn thấy là cái bộ pickup của nó là HSS, tức là pickup đôi, pickup đơn, pickup đơn, rất là đa năng và có thể chơi được nhiều cái dòng nhạc khác nhau. Ở đây chúng ta chỉ có hai cái tone note thôi, tức là một cái volume và một cái tone chỉnh chung. Với cây Stratocaster truyền thống thì ngay chỗ này họ có thêm một cái tone của cái middle, nhưng ở đây mình làm cải tiến theo cái kiểu hiện đại của Ibanez Nhật Bản nha các bạn. Và đặc biệt nhắc đến Ibanez thì ở đây có một cái tiếng rất là hay, đó chính là cái mặt sau của cây đàn này. Đó các bạn thấy không, cái kiểu mà của Stratocaster hiện đại thì ở đây nó có một vuông lên. Và đối với mình, cái tay mình đánh những cây như vậy khi đánh ngăn cao nó khá là vướng. Và với những cái anh mà cái tay to tay dài thì nó không thành vấn đề, nhưng với những ngón của mình như thế thì đánh lên nó khá vướng. Và ngay chỗ này mình làm nó cải tiến giống như kiểu dáng body của cái cây AZ mà của Ibanez mới ra đó các bạn. Nó rất là đẹp ngay chỗ này, và cái tay của bạn đưa vô đây nó không hề bị vướng. Rất là thuận tiện để cho các bạn đánh.
Đó. Thì cây này các bạn thấy rằng là cái cần nó là marble và mặt trước cũng marble luôn. Và nó có 5 màu với 5 lựa chọn cho các bạn. À, ở đây chúng ta có cái màu này. À, các bạn có thể xem thêm những cái màu khác, mình sẽ hiển thị lên cho các bạn xem, hoặc là bấm vô cái link chi tiết nha để xem cái màu đen rất là đẹp nha các bạn. Ở đây mình có gắn cái bích quà, bích quà có hai dạng, một cái màu tối như thế này, rất là chất đúng không, một cái màu sáng, màu trắng nhưng mà nó có cái ánh lên, độ cũng rất là cao cấp. Ở đây cái fretboard chúng ta là cái marble cần trắng, ngoài ra chúng ta có cái cần Makasa Ebony rất là đẹp luôn, cần đen ha, 22 phím theo tiêu chuẩn của Stratocaster, các bạn có thể đánh solo rất là đầy đủ. Ở đây chúng ta vẫn sử dụng một cái cần nhúng một chiều của Wilkinson, một thương hiệu mà mình rất là tin dùng. Các bạn thấy là nó giữ cái tuần rất là tốt. Còn cái tuner ở đây là gì? Tuner nó là theo tiêu chuẩn của Hàn Quốc nha các bạn, standard ha. Nên nhớ là dưới 6 triệu nha các bạn. Tặng kèm cho các bạn một bao da 3 lớp ha, và hai cái pick, giọt nước đó các bạn, để các bạn có thể luyện tập và đánh, kèm theo cái phụ kiện là chúng ta để chỉnh cái tiệc chống công cần ở đây nữa ha. Dot inlay thì các bạn thấy inlay ở trên mặt trực tiếp hoặc là bên hông ở đây ha. Rất là đẹp, màu sơn rất là chỉnh chu các bạn. Tone của nó thì tùy theo mình có làm nhiều cái option cho các bạn lựa chọn màu sắc nữa của từng cái khác nhau. Với cây này các bạn hoàn toàn yên tâm, các bạn có thể đi show, đi diễn tập, làm đi đám đám cưới vô tư nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này và hy vọng hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, kênh Guitar for Freedom và Đăng Khoa. Đặc biệt nếu các bạn có nhu cầu mua về đàn guitar điện, guitar thùng, phơ, amply, dây, phụ kiện các loại thì shop mình đều có thể đáp ứng được và cam kết giá là rất là phải chăng, với cái dịch vụ kèm theo cũng rất là tốt. Có nhiều bạn hỏi rằng là em biết chơi guitar thùng qua guitar điện thì có khó khăn không? Thật ra nếu các bạn biết chơi guitar thùng rồi các bạn qua guitar điện là một lợi thế. Bởi vì có những thứ trên guitar thùng và guitar điện nó như nhau. Ví dụ như hợp âm, cách bấm, các bạn bấm guitar điện nó còn dễ bấm hơn, nó nhẹ dây hơn nữa. Dĩ nhiên một số cái kỹ thuật vô cái cần nó mỏng hơn, các bạn cảm giác nó khác, các bạn phải tập lại. Và nếu các bạn nào muốn có kỹ thuật vững, hãy tham gia khóa học kỹ thuật cơ bản và ứng dụng của khóa học online dành riêng cho guitar điện. Có thể xem tại cái đường link phía dưới video này. Giá của nó là 900.000 mà các bạn học trọn đời, mua một lần học trọn đời. Đặc biệt nếu các bạn nào mua cái đàn này, các bạn sẽ được giảm khóa học 30%. Nhớ nha, mua đàn, amply, phụ kiện gì đó của shop mình đều sẽ được giảm khóa học 30%. Hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Xin chào.